tuyển thủ Việt Nam ngồi xe lăn khi trở về. Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh ngồi xe lăn trong hành trình về nước cùng đội tuyển trưa nay, sau khi Việt Nam khép lại ASEAN Cup 2023. Xuân Mạnh xuất hiện ở sảnh đến ga quốc tế sân bay Nội Bài trên chiếc xe lăn. Anh gặp chấn thương, phải rời sân ở phút 77 trong trận thua Iraq 2-3 ở lượt cuối bảng D hôm qua. Theo đánh giá ban đầu, hậu vệ sinh năm 1996 bị quá tải do hoạt động cường độ cao liên tục, dẫn đến đau khớp gối và đi lại khó khăn. Xuân Mạnh ra xe buýt của đội tuyển. Xuân Mạnh được huấn luyện viên Philip Jussi trọng dụng, khi xếp anh đá chính cả 3 trận dù có những lựa chọn khác như Hồ Tấn Tài hay Vũ Văn Thanh. Câu lạc bộ chủ quản Hà Nội Fan Club đã nắm được thông tin, sẽ thu xếp cho Xuân Mạnh đi kiểm tra để đánh giá chính xác tình hình. Cùng trở về chuyến với Xuân Mạnh là 13 đồng đội, huấn luyện viên Jussi và 2 trợ lý. Nhóm thứ 2 từ Doha về Hà Nội tối nay, gồm 10 cầu thủ. Nhóm 3 từ Doha về thành phố Hồ Chí Minh ngày mai, gồm 2 cầu thủ. Huấn luyện viên Jussi rời khu vực lấy hành lý gần cuối. Thất bại ở ASEAN Cup 2023 khiến nhà cầm quân người Pháp đối diện nhiều áp lực. Đội tuyển thể hiện tốt trước Nhật Bản và Iraq nhưng thất bại 0-1 ở trận then chốt với Indonesia khiến Việt Nam lần đầu bị loại ngay vòng bảng, sau 2 lần vào tứ kết năm 2007 và 2019. Sau khi nghỉ Tết Nguyên Đán 2024, các cầu thủ sẽ trở lại thi đấu ở V-League vào trung tuần tháng 2, rồi tập trung đội tuyển vào tháng 3 để đá 2 trận quan trọng gặp Indonesia tại vòng loại 2 World Cup 2026. Dù đội tuyển thi đấu không thành công, vẫn có một số cổ động viên ra đón, tặng hoa. Người dân ở sân bay cũng tranh thủ cơ hội chụp ảnh và xin chữ ký. Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh là cầu thủ chơi nổi bật nhất của Việt Nam trong 3 trận vòng bảng. Ngoài phòng ngự, anh in dấu giày vào 2 trong 4 bàn của đội tuyển, gồm một bàn trước Iraq và gián tiếp ở bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Phạm Tuấn Hải trước Nhật Bản. Theo Sofaco, Việt Anh đạt điểm trung bình 7,03 sau 3 trận và chỉ xếp sau Nguyễn Quang Hải với 7,15 điểm, nhưng Việt Anh thi đấu trọn vẹn 3 trận, còn Quang Hải đá 2 trận với 100 phút. ASEAN Cup 2023 để lại nhiều bài học cho những cầu thủ trẻ Việt Nam, trong đó có Quốc Văn Khang. Pha phạm lỗi trên mức cần thiết ở cuối hiệp 1 của tiền vệ này khiến Việt Nam đánh mất thế trận rồi thua ngược Iraq. Trước đó, một cầu thủ thể công khác là Nguyễn Thanh Bình cũng mắc lỗi lớn, dẫn đến bị thổi phạt đền ở trận thua Indonesia. Các cầu thủ từ sân bay di chuyển về trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Sau đó, họ về hội quân cùng câu lạc bộ trước khi bước vào đợt nghỉ Tết Nguyên Đán. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.